Mũ em có đồ rồi, bỏ lên phòng thủ vật lý thôi. Rồi đắp thủy tinh, càng nhiều thủy tinh càng tốt, tầm chục viên. Chính viên được không? Chính viên viên được mà. Một hai ba năm tám à? Thành đô đông à? Thành đô đông à? Đây là đập đập bao tay anh ạ, đập bao tay bác cho bác à, vào trong em ném đá này, vào trong công bình tử em ném đá này. Mình ném ném sau bể đầu OLED đi. Vứt vừa thôi, vứt vừa thôi, không anh chật dương. Cứ cầm lại đi, cứ cầm lại đi. Hỏa này, có cái hỏa đấy để ý nhá, có cái ẩn hai của thủy này. Rồi. Cứ cầm lại đi, cứ cầm lại đi, đưa anh cái một hỏa đi. Anh đập nốt cho anh Tèo đó. Đưa cái một hỏa đây. Rồi, đập cho anh Tèo trước đó anh em nhá. Rồi. Đầu tiên là dòng sinh lực đã. Bên 6 rồi, đây bên 6 rồi. Với 3 viên 5 mà thơm thế nhỉ. Mình có thể chấn viên 5 của anh Tèo nhờ, nhiều con tinh nhờ. Chấn viên 5 để em đập cái kiều đôi giải tô đẹp. Đập lên làm chậm 30 chắc rồi má cắn lưỡi luôn. Không văng, không văng, không văng anh Tèo lỡ văng. Không văng nha. Sorry, sorry. Sorry. Cứ bị thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ? Từ từ rút cái này ra. Em có phô tóc 40 cho Bi chưa? Em có phô tóc 40 cho Bi có chưa? Lâu đông dục cho này mới lụm luôn chưa? Lâu đông dục cho này em đang đứng ngay luôn à? Em đang đứng ngay luôn. Ôi, 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 ôi. Ôi xém nhầm, chết thật đấy. Gãy, gãy, gãy. Lú, 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 lú. Mày đấy. Cho ông 40 có chưa Bi? Chưa anh. Lỗi, 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 nhìn nhầm, nhìn nhầm, nhìn nhầm anh em ơi. Xém, 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 lấy dòng thân pháp thì thôi. 10 10 con nên đặt 40 dòng 2 không nhỉ? Đúng chưa? Phẩm chất 9 thì đẹp. Úi giời, phẩm chất 6 cơ mà. Ôi. Xịt rồi anh Tèo ạ. Chơi đi em ơi. Không được, phẩm chất 6 không chơi được. Phẩm chất 6 không chơi được. Anh Tèo bỏ chơi đi sợ gì? Điền quá. Đèo phút 3, 3 ấy mà ra phẩm chất 6 được ạ. Thế mà làm không. 6 chơi được anh Tèo ạ. Cứ đập để em đập mấy cái dòng khác trước ra. Sáu không chơi được. Ok, hết tiền vạn. Ok, đít ạc kìa. Sáu không chơi được. Đen quá. Rút thế mà ra 6, bịp thật đấy. Em nghĩ là bẩn bẩn cũng phải 8. Ok, cứ thiếu tiền vạn nhỉ. Bao nhiêu lần thế?
Ui thế mà có 180 ạ. Ảo thật đấy. Thế mà có 180 được. Ảo ma la ra đa thật. Ui ôi, phẩm chất 4 luôn cơ mà. Kinh dị luôn á. Phẩm chất 4 luôn cơ, sợ thật. Vẫn phải chơi thôi. Đập một từ đấy nha. Còn phúc duyên không anh Tèo? Hết rồi, gồm hết tự nhiêu đó. Bị xịt cái phẩm chất rồi. 3 thủy tinh, 7 phúc duyên đại mà phẩm chất 6 được. Lên ông nhỉ, 150 thì vỡ mồm thật. Chơi đi. Cầm 69 nữa. Quan trọng cái dòng phòng thủ vật lý thôi anh em ạ. Thủy tinh đi đừng tiếc các thủy tinh để đập phòng thủ vật lý anh em ạ. Đây là đập phòng thủ vật lý. Bị xịt cái viên kia khó quá. Nội lực thì không quan trọng lắm anh em. Sinh lực mới quan trọng, nhưng nội lực thì 198 hay là 160 là chẳng như nhau. Quan trọng là sức mạnh nhé. Anh Tèo em giá này, không đủ anh Tèo ạ. Xịt mất dòng phòng thủ vật lý rồi. Đủ gì? Thiếu gì? Đưa đây em đập cho này. Hả? Đưa đây. Gõ đại em. Ừ, anh Tèo bỏ gõ đại đi rồi. Tèo bỏ chơi đi. Phẩm chất 6 anh ạ. À. Chơi đi. Bây giờ còn 6. Bây giờ còn 6 tử thủy tinh. Giờ còn 6 tử thủy tinh thôi. Nhưng mà anh bảo anh không quan trọng. Không quan trọng bao nhiêu điểm cả. Thật không? Anh Tèo bảo không quan trọng điểm mà. Anh nói từ nãy đến giờ rồi. Được. Cứ thoải mái mà đập lên anh. Sợ đéo gì. À quên lại văng rồi. Đấy nghe anh Tèo nha. Em nghĩ là rơi được khoảng tầm 20 cũng được. 20 thì đẹp quá. Thể luôn phẩm chất 6 này. Để mà nói thì em nghĩ chắc là 13-14 đi chứ. Thử xem. Thử nha. Xem. Dân chơi ngại gì mưa rơi. Bao nhiêu? Ui 19 anh Tèo ạ. À. Ôi trời ơi. Mừng cho anh Tèo quá này luôn. Phẩm chất 6 ạ, run quá anh em ạ. Dùng thế này thôi anh em, sau đủ nguyên liệu đập một cái mắc bọt luôn. Cái này về vứt cho Ngami dùng, có gì đâu anh em. Giờ dùng như này là ngon rồi.
Anh chào anh. Chạy được rồi, cao sang ok chi. Rồi, phòng thủ vật lý 19 là ngon rồi, 13, 14 thì mới sợ chứ còn nội lực thì đâu cần thôi đâu. Này. Thôi ép giày này. Ok. Sao bị thế mệt mệt ta?